chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận hết sức bất bình về vụ việc một người phụ nữ bán hàng rong chặt chém du khách với giá 80.000 đồng một củ khoai nướng. Một lần nữa làm giấy lên vấn nạn chặt chém vốn tồn tại từ lâu không riêng tại Hà Nội. Và sau cùng, khi không may bị phát hiện, thì những người bán hàng với giá đắt cắt cổ này đều có chung một kết cục, đó là bị pháp luật xử lý nghiêm minh và đáng buồn hơn là đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Ngày 3 tháng 12, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mời người phụ nữ bán hàng rong tên T, 37 tuổi, chú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên lên làm việc vì bị tố chặt chém 80.000 đồng cho một củ khoai nướng. Theo đó, dạng sáng ngày 2 tháng 12, Nguyễn Thị Minh Hoàn, 20 tuổi, cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực Hồ Gươm ăn đêm sau tan ca. Họ vào một quán bán ngô khoai nướng dọc vỉa hè Hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ. Nhóm gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Để ghi thanh toán, bà chủ báo giá 580.000 đồng, trong đó 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng và ngô mỗi loại 20.000 đồng. Hoa nói, chúng tôi hoảng hốt hỏi lại thì bà chủ nói là giá nhập khoai đã là 40.000 đồng một củ. Biết rằng trên Hồ Gươm thì cái gì cũng đắt, nhưng không thể đến mức như thế. Chúng tôi đành ngậm ngùi thanh toán 580.000 đồng và đăng bài chia sẻ lên các hội nhóm để cảnh báo. Sáng ngày 3 tháng 12, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã mời người phụ nữ bán hàng rong bị tố chặt chém 80.000 đồng cho một củ khoai nướng lên làm việc. Người này là TTT, sinh năm 1985, quê Ninh Bình, thường trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Tại trụ sở công an, bà T khai nhận thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực Hồ Gươm, mặt hàng chủ yếu là nước, ngô, khoai nướng. T thừa nhận sự việc thu 80.000 đồng cho một củ khoai nướng vào dạng sáng ngày 2 tháng 11. Bà Tê cho biết, sau khi nói giá, khách hàng và bà không xảy ra xô xát hay tranh chấp, nhóm khách đã chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi. Bà Tê cho biết, do giá nhập vào đã cao sẵn và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác nên mới bán 80.000 đồng một củ khoai. Theo bà Tê, khoai nhập từ một lò bánh mì với mức giá 40.000 đồng một củ. Với vi phạm trên, bà Tê bị công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mức phạt là 2-3 triệu đồng. Về hành vi chặt chém thu giá cao, cảnh sát cho hay sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý. Công an phường Hàng Bạc cho hay trường hợp bán hàng rong thường lựa chọn khu vực giáp danh giữa các phường để hoạt động. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đồ đạc của họ cơ động và rời đi rất nhanh sang phường khác. Thời gian tới, đơn vị này cho biết tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, xử lý rứt điểm tình trạng trên. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên diễn ra hiện tượng chặt chém đối với khách tham quan, làm xấu đi hình ảnh của du lịch Hà Nội. Còn nhớ trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố tài xế taxi ăn chặn tiền của khách người Nhật Bản. Cụ thể, theo thông tin đăng tải vào khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 8, hai sinh viên người Nhật Bản có thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, đến phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Khi đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền 42.000 đồng, tuy nhiên tài xế taxi đã lấy của khách 420.000 đồng. Bước xúc trước hành vi này, người đăng tải thông tin mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định. Đến chiều ngày 2 tháng 9, đại diện công an quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra làm rõ phản ánh của khách du lịch nước ngoài tố cáo tài xế taxi chặt chém 420.000 đồng thay vì số tiền 42.000 đồng hiển thị trên đồng hồ. Đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho hay nếu xác minh đúng có vi phạm như du khách phản ánh sẽ xử lý nghiêm đối với tài xế vi phạm. Sau đó tài xế đã chủ động liên hệ xin lỗi hai du khách, đồng thời hoàn lại số tiền thừa 360.000 đồng. Cũng theo công an quận Hoàn Kiếm, trước đó một số trường hợp tài xế taxi có hành vi chặt chém du khách tương tự đã bị đơn vị làm rõ xử lý nghiêm. Điển hình như vụ việc khách Tây bị một taxi nhái nhãn hiệu Thanh Nga chặt chém 960.000 đồng, đồng hồ báo giá cước chỉ là 96.000 đồng, khi di chuyển từ phố Phùng Hưng về khách sạn Daegu số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, thanh tra Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đội thanh tra giao thông vận tải quận Ba Đình vào cuộc xác minh, làm rõ đó là taxi mang biển kiểm soát 30E85692. Tài xế tên Đặng Quốc Hùng, sinh năm 1975, ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Qua làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Hùng thừa nhận, ngày 4 tháng 11 năm 2019 đã đưa vị khách nước ngoài quốc tịch Anh đi từ phố Phùng Hưng Hoàn Kiếm về khách sạn Daegu tại phố Kim Mã, Ba Đình. Lúc này, đồng hồ taxi chỉ 96.000 đồng, tuy nhiên lái xe lợi dụng bất đồng ngôn ngữ nên đã đòi vị khách nước ngoài trả số tiền 960.000 đồng. Ngay sau khi có đầy đủ thông tin, Thanh tra Giao thông quận Ba Đình ban hành quyết định xử phạt hành chính lái xe Hùng 4,7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ 7 ngày cho hai lỗi, đỗ xe không đúng quy định và lái xe taxi không có phụ hiệu theo các chuyên gia có thể cấm hành nghề trong một khoảng thời gian nhất định đủ để họ thấy việc chặt chém ảnh hưởng to lớn đến nồi cơm như thế nào thậm chí cấm hành nghề vĩnh viễn có như vậy mới gian đe được những người có ý định chặt chém nhưng quan trọng hơn hết là việc tuyên truyền giáo dục về ý thức trách nhiệm đối với du khách với địa điểm hành nghề việc này không chỉ đơn thuần là phát triển du lịch giữ chân du khách mà còn là gìn giữ quảng bá hình ảnh bộ mặt đất nước và con người Việt Nam Thời điểm hiện tại cũng giống như nhiều vụ việc chặt chém khách du lịch khác, người bán khoai nướng 80.000 đồng một củ cũng chỉ bị xử phạt hành chính và lập biên bản nhắc nhở. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng liệu có trường hợp nào mà người bán hết giá trên trời với du khách bị xử lý hình sự hay không và mức phạt cao nhất là bao nhiêu. Có xử lý hình sự với người bán chặt chém du khách Trao đổi về vấn đề người bán hoặc người cung cấp dịch vụ chặt chém du khách, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong mùa du lịch hay các dịp lễ Tết, giá cả thường tăng chóng mặt khiến nhiều người cảm thấy bức xúc bởi giá thành cao, nhưng chất lượng đồ ăn dịch vụ không tương xứng với giá tiền. Không chỉ chặt chém khách ngoại quốc, nhiều khách nội địa cũng cảm thấy tái mặt khi thanh toán hóa đơn tại các địa điểm du lịch. Theo luật sư, nguyên nhân chủ yếu của vấn nạn này một phần do người bán viện cớ giá nguyên liệu đầu vào tăng nên giá món ăn cũng phải tăng để có lợi nhuận. Ngoài ra, tại các quán ăn nhỏ hay vỉa hè thường không có thực đơn niêm yết giá, để khi thanh toán, khách hàng mới ngã ngửa. Mặt khác, nhiều khách hàng do tâm lý ngại hỏi giá nên bị người bán lợi dụng để tính thêm các khoản tiền vô lý. Luật sư Trần Xuân Tiền phân tích, căn cứ với quy định tại khoản 3 điều 12 Nghị định 109 2013 ndcp người nào có hành vi bán giá cao hơn giá niêm yết hàng hóa dịch vụ do tổ chức cá nhân định giá, hàng hóa dịch vụ này không thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5 đến 10 triệu đồng bên cạnh đó người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước Đối với hàng hóa mà giá bán đã được kê khai đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nếu có hành vi tăng giá bán so với mức giá đã kê khai đăng ký hoặc tăng giá theo giá ghi trong biểu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý theo quy định tại điều 13 Nghị định 109 2013 nđ Theo đó, tùy thuộc giá trị của hàng hóa mà mức phạt tiền đối với hành vi trên thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất lên đến 60 triệu đồng. Luật sư cho hay, hầu hết các vụ chặt chém du khách đều ở mức tiền không lớn nên khó truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xử phạt hành chính và tuyên truyền tại cơ quan doanh nghiệp địa phương. Nếu trong trường hợp cá nhân thực hiện hành vi ép buộc khách hàng phải trả số tiền cao, đe dọa dùng vũ lực nếu khách hàng không trả tiền thì có thể xác định có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Mức phạt tù của tội này cao nhất có thể lên đến 15 năm, đồng thời bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản ông tiền nói, công an chức năng cần tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, đồng thời mạnh tay xử lý những trường hợp chém giá, thậm chí nêu gương để gian đe và giáo dục. Luật sư khuyến cáo khách du lịch nên học cách tự bảo vệ bản thân, như hỏi giá bán rõ ràng, chọn những quán ăn đông người địa phương, tránh những người môi giới cò mồi hay quán có sự săn đón bất thường. Du khách cũng nên tìm hiểu sẵn số điện thoại đường dây nóng của cơ quan quản lý tại điểm đến để tố giác những trường hợp chặt chém khách du lịch, thậm chí yêu cầu đại diện chủ quán báo giá bằng giấy tờ để làm bằng chứng, tránh tình trạng sử dụng rồi mới khiếu nại. Cũng theo ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, vì người phụ nữ bán hàng rong đẩy giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng là hành vi đáng bị xã hội lên án, đây vốn dĩ là hành động vi phạm đạo đức kinh doanh. Theo ông Hoan, hệ lụy của việc chặt chém là làm xấu đi hình ảnh của các điểm đến du lịch. Từ tâm lý không thoải mái, du khách sẽ bị ác cảm với điểm đến, dù tuyên truyền với những người thân, bạn bè về tình trạng này, đồng thời cảnh báo thận trọng, từ đó làm mất đi tính hấp dẫn của điểm đến du lịch. Ông Hoan cho hay, chỉ một hình ảnh xấu lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội thì mọi công sức xây dựng hình ảnh du lịch đều bị lung lay. Chúng ta phải cố gắng phòng hơn chống, nghĩa là đề phòng tất cả nguy cơ có thể xảy đến mà ảnh hưởng hình ảnh đất nước và con người trong mắt khách du lịch. Thực tế từ nhiều năm nay, hiện tượng nhức mắt vẫn xảy ra trên khu phố đi bộ Hồ Gươm. Chính vì vậy, nhiều người từng đến đây không có gì là bất ngờ với việc một củ khoai lang nướng bị nâng giá lên 80.000 đồng. Cho dù còn nhiều điều phải bàn, nhiều yếu tố cần phải khắc phục, nhưng có thể khẳng định rằng không gian đi bộ rất cần cho Hà Nội, không chỉ tạo môi trường vui chơi giải trí cho cộng đồng, du lịch, mà ở chiều sâu hơn, nó còn góp phần đánh thức những yếu tố văn hóa đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến để nuôi dưỡng và phát triển cho các thế hệ kế tiếp. Bởi vậy, cần phải có nhiều biện pháp hơn nữa để không gian đi bộ quanh Hồ Gươm trở lại đúng giá trị văn hóa du lịch mà người dân kỳ vọng. Quý vị thân mến, từ câu chuyện củ khoanh nướng 80.000 đồng được bán trên phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều người chợt nhận ra bấy lâu nay đã và đang phải sống chung với nạn chặt chém ở các địa điểm du lịch. Vậy làm sao để xóa bỏ triệt để vấn nạn này sẽ còn là một vấn đề nan giải khi mà chính người bán tự đánh mất đi uy tín của bản thân chỉ vì lợi ích trước mắt hệ lụy ý là để lại hình ảnh không mấy tốt đẹp trong tâm trí của du khách quốc tế và nội địa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại